ra. Mới vừa ngủ dậy đi gửi được con trích rút cắt ra đây ba. Con cắt nha anh em. Đó nè. Gió quá nè ba. Hôm nay gió cả đêm luôn đó nè. Gió quá. Nó không bị cái bên này nè. Em thấy gió không? Ừ. Quá hay. Ở dưới kia có một con gì bị sò đó anh em ơi. Ở đó. Đúng rồi. Ở dưới kia có một con gì đóng anh em ơi. Để mình dừng. Ok anh em. Cái này mình thấy có hình như đóng một con gì đó anh em. Nhìn màu đen anh em. Không biết con gì đây. Để bây giờ mình cùng các bạn cùng mình đi xuống xem con này nha. Gió to quá. Lạnh hết cả người nữa. Sò cũng mát quá nè. Thôi mình cho con nghĩ là con trích đó. Trích. Quá anh em ơi. Mình gửi nha. Sao lại lạnh quá anh em ơi. Tại chim đó. Gió ghê. Gió ghê đây. Mưa. Tắp tối là nó mưa anh em. Xong tới bây giờ là nó gió. Bữa tầm 90 giờ lên là nó gió đây. Gió như này nè. Gió sáng này. Gió như thế này chim nó bít đi lắm anh em. Gió quá nó tông ở nó rớt thôi. Mấy hôm nay anh em có gì không? Thấy mấy anh em ở ngoài ngồi Bắc ngồi Nghệ An đổ được sâm nhiều lắm anh. Mình thì sâm này hôm nó đây hôm nó không anh. Hôm được hôm không anh. Chứ không phải là đều sâm thì nó cũng ít anh. Chứ không phải là hôm nào cũng được. Nên là
Ok, chị chào tất cả anh em nha. Cũng ok rồi đó anh em ơi. Đấy cũng được đủ ngày công rồi đây. Vui rồi. Cái của mình cũng to lắm anh em. Mùa này mập này. Bọc thịt đó này. Các của mình bán được 150.000 nha anh em. Giá mình đã 150.000. Nhưng mà ít cát lắm anh. Cát đâu có đâu mà. Bây giờ mình sẽ bỏ chim vào đi về nha anh em. Nếu anh em thấy clip mình hay thì nhấn cho mình một like nha, một subscribe, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Các bạn nha, mình đi về rồi mà vẫn có một thấy một con gì đóng trên này anh em ơi, chết trên này ơi, bọn này chết thơm quá các bạn. Đấy, đi về rồi mà vẫn đóng trên này con chết này, chỗ bà gì cả, giống con mình ra lại. Đây, thơm thơm quá anh em ơi, đi về rồi mà vẫn còn đóng nha đấy. Con này chắc không lấy thác rồi đâu. Đấy, chết nữa, chết chết chết, chết chết chết. Đây nè, chích giá nha. Đây, được con chích giá nữa nè. Đi về rồi con chích nữa nè. Đây nè, chích giá nha. Vì cầm điện thoại vừa quay, không đem chân quay đó nè. Có quay lắm anh em ơi. Nói chi mình dừng đi. Gửi xong rồi nè. Đây, chích ấy ấy ấy, đọc tay quá. Đây, thì mình nghĩ là nó ở trong cái lông đang này nè, nó ra nó động nó ăn này, mình kêu về nó rớt ở trong đó ra nè, nó đi ra nó ăn đấy. Đây này,
con này mà xui rồi, đi về cũng dính đây nè mày. Thôi bây giờ mình đi về nha này, lấy xe mình đang để trong này. Vừa rồi ở đây mình thấy nó đóng luôn rồi nè, chờ đây nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào!